Mọi người chào mừng đến channel của mình là MC Daniel đây. Và hôm nay mình sẽ thử thí nghiệm là nước có thể hòa tan hoặc không hòa tan một số chất nào. Thì anh hai đang thử muối và đường nha các bạn. Đường trước nha các bạn. Nó là cái hũ mình tên là Sugar Baby. Này, Sugar. Đây nha. Là cái hũ xanh nha các bạn. Trong này có muối, có đường trước rồi nha. Giờ mình khuấy lên nha. Khuấy nha các bạn. Nó có thể hòa tan được nè Si. Nên nó ok. Nó có thể hòa tan ra được rồi nè. Thì đó là nó đã mất rồi nha các bạn. Nhìn rõ cho không thấy gì luôn anh em. Đúng rồi. Tại vì đường nó là một chiếc màu trắng quá. Khói thì nó mất rồi. Rồi nó mất rồi, là nó tan rồi. Vậy là cái này là đang công. Là có thể hòa tan rồi. Có thể hòa tan. Tiếp theo là tới là muối. Và ok. Muối phải cẩn thận nha anh em. Nếu gớt là kiến là nó sẽ tới nha các bạn. Ok, và đang xoáy nha các bạn. Thì chắc cái series này chắc mình cũng wow. Các bạn thấy gì không? Thấy gì không? Cái nó hòa tan được kìa. Vậy là cái này đã thành công. Giờ nó đang hòa tan, mọi người quay cho mọi người nhìn nha. Nó đang sắp hòa tan. Cái nào cho rồi xoáy. Rồi nó hòa tan rồi, nó thành nước muối luôn rồi. Đó. Chuẩn bị cho nước muối ta tao. Coi hút à. Ngon, tụi mình đã thành công rồi nha. Hên quá là nước ta. Nước trong kia nha. Không hòa tan được thì mình chưa không có món đó. Ok. Ý. Còn được. Thử. Ủa gì vậy? Gì vậy? Nó không hòa tan được gì. Khoan để tí nha các bạn. Ok các bạn, thì đầu tiên là nước tương và nước mắm. Không, thử nước tương coi chứ, đừng có thử nước mắm. Đây là một khoa học chuẩn bị series khoa học của Kem. Không, phải nói ra mình cũng học mà anh em. Chứ đâu, có gì đâu. Thì mình nghe nói là xịt vô này là bình thường nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ xoáy nha. Ấy gì vậy? Tiêu ơi. Rồi. Đổ nhiều lên nha. Được rồi. Nó hòa tan luôn kìa anh em. Ấy. Vì cuối cùng nó có thể hòa tan được sao? Yes. Thành công rồi các bạn. Thì ra là vậy. Nó có thể hòa tan được cái này. Yeah. Ủa hình như là hát sai gì á. Ủa sao nước tương đã đổ rồi bỏ vô nước thì nó xong không sao. Ảo ma kia ra. Hòa tan hả? Xin chào, bye bye mọi người nha.